Gia đình, hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai chúng ta chung một mái nhà, là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim, trăm nỗi vui cùng nghe tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng. Thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới, từng ngày đời mong. Vui lên đi, thỏa nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ. Rộn rã cung đàn, yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đợi ta. Hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai chúng ta chung một mái nhà, là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim, trăm nỗi vui cùng ngàn tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng. Thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới, từng ngày đời mong. Vui lên đi, thỏa nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ. Rộn rã khung đàn, yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đôi ta. Vui lên đi, trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng. Thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới, từng ngày đời mong. Vui lên đi, qua nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ. Rộn rã cung đàn, yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đôi ta. Oh,
lao sao cũng đã em trong vườn xuân. Xem
hai cháu thực sự đã đến chín mùa và các cháu đã thực sự đến năm. Thông qua hai gia đình, bạn bè vun vén hạnh phúc cho các cháu, hai gia đình thống nhất chương trình ăn ở và đám cưới theo phong tục tập quán địa phương và phù hợp với chủ trương đường lối chính sách của nhà nước. Hôm nay hai gia đình thống nhất trong việc này thực sự tốt lành để làm một ăn ở và tiếp tục những chương trình sau. Cưới xin cho lành mạnh, tươi vui nhất. Tôi xin trân trọng giới thiệu bên gia đình nhà cháu Cúc, người cao tuổi nhất là có ba Cúc, đặc biệt là hai Cúc là từ Hà Nội đấy, trực tiếp lái xe lên để ăn mừng các cháu. Nhưng mà nhất mà có lẽ trong gia đình chúng tôi rất là thân hạnh được đón hai Cúc và Cú Hoàng là gánh hai vai. Xem ra mới biết là một bên là cháu rể, bên cháu dâu, hay là bên chúng tôi là cao tuổi nhất và cao bậc nhất là có ba. Thay mặt gia đình được sự ủy quyền của chú gì thì tôi xin trân trọng kính mời là con đại gia kính thưa các cụ nhà anh cậu nhá, và là các cụ nhà ta từ xưa vẫn có câu sinh thành mẹ cha và hạnh phúc là ở hai ta với mình. Gia đình ông bà vững thi tại xã Liêu Đô thì cũng nhờ hồng phúc tổ tiên sinh thành ra được cháu Cúc, và gia đình họ là cha chúng tôi ông bà Thới Thanh cũng sinh thành ra được một nam tử có tên là cháu Thành. Và trải qua một quá trình các cháu cùng ở hai địa phương giáp danh nhau, cùng một môi trường học tập và quen biết nhau, hai cháu Thành và Cúc đã tìm thấy ở nhau sự tâm đầu ý hợp, sự hợp tình hợp ý, hợp lý hợp duyên, được sự đồng ý của đôi bên cha mẹ, được sự nhất trí của quan viên hai họ. Và sau khi hôm nay họ nhà gái và họ nhà trai chọn được ngày lành tháng tốt, ngày đại hỷ cũng cứ cát tường, gia đình ông bà Thới Thanh tại thị trấn Yên Thế trang trọng tổ chức lễ ăn hỏi và lễ xin cưới cháu Cúc về làm dâu con của họ nhà trai chúng tôi. Về dự buổi lễ ăn hỏi và lễ đón dâu hôm nay, cho phép tôi xin được giới thiệu, tôi là ông cậu của cháu Thành và là trưởng đoàn, cùng đi thì có ông bà Thích Thác Thành và cùng đi thì có ông Nhớ là bố nuôi của cháu Thành từ thành phố Lào Cai về rừng để phân vui. Cùng đi các chú, các cô, các cậu, các thím, các mợ, các anh, các em và các bạn nam thanh nữ tú của cháu Thành. Vâng, đó là những thành phần của đoàn đại biểu họ nhà trai chúng tôi. Và kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, kim bất lệ cổ, người Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay, tuy là mỗi vùng miền thì có những phong tục tập quán khác nhau, song ở đâu cũng vẫn hội tụ lại những nghi thức đặc trưng nhất và mang tính phong tục họ nhà trai hôm nay, gồm có những nghi thức như sau. Nghi thức thứ nhất là việc đoàn đại biểu họ nhà trai chúng tôi xin phép các cụ, các ông, các bà, quan viên họ nhà gái để họ nhà trai được trao nghi thức thứ nhất, đó là trao lễ ăn hỏi cho hai cháu. Và bước thứ hai sẽ là bước họ nhà trai tiếp tục trao gửi đến họ nhà gái cái lễ dẫn cưới. Và bước thứ ba trước khi về thì cũng xin phép các cụ, các ông, các bà cho đoàn đại biểu họ nhà trai được trao cây trầu xin dâu. Bởi vì như thường lệ thì cái bước thứ ba sẽ được để vào lần sau, nhưng để mà theo như những cái có duy tâm thì có lành có tốt, cho nên là quan viên hai họ nhà trai nhà gái cũng đã thống nhất việc để cho các cháu được tốt đẹp và thuận lợi thì nghi thức này là nghi thức để mà đáp ứng được cái việc mà trong quan hệ cũng như cuộc sống hạnh phúc trăm năm của hai cháu luôn được thuận buồm xuôi gió theo với lại cả những cái mà chúng ta kiên trì được cho hai cháu, cho nên sẽ có thêm một bước đó nữa
Và cũng xin báo cáo với các ông các bà của Hoàng Nhà Gái, sau chương trình ở đây về trên Nhà Trang thì một cái nghi thức nữa theo quy định của pháp luật hôn nhân gia đình là họ nhà trai có mời ủy ban nhân dân thị trấn đến tại gia đình để giúp hai cháu thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của luật hôn nhân gia đình tại nhà. Như vậy là hôm nay về mặt lễ nghi, về mặt tâm linh, về mặt nhà nước là đều được diễn ra trọn vẹn. Thì cũng xin được thông báo với các cụ, các ông, các bà là họ nhà trai việc xin cháu dâu cũng như đoàn đại biểu họ nhà gái cùng đi sẽ làm sáng nay, cho nên mọi nghi thức sẽ diễn ra ngay sau đây thật là nhanh chóng để đáp ứng được cho hai cháu. Và sau đây thì được sự nhất trí cũng như là đón tiếp thịnh tình của họ nhà gái rồi, sau đây thì tôi là trưởng đoàn được sự ủy quyền của các cụ, các ông, các bà họ nhà trai, cho phép tôi xin được có lời gửi đến các cụ, các ông, các bà họ nhà gái năm lễ nghi. Và sau đây thì xin mời ông trưởng đoàn họ nhà gái sẽ có lời đáp từ để đón nhận lễ ăn hỏi. Xin trân trọng. Mời bộ phận phóng viên của chị ạ. À, trước tiên thì cũng xin được kính cáo với toàn thể các cụ các bạn. Mình đã nặng lên xin mời hai bạn. Đây, quay mặt đây cho tôi, đây cho con ạ. Mà có lẽ rằng là các cụ con với bạn bóng như thế nào có lẽ là chỉ như có thể vui lên thôi. Các cô ơi, nhìn con ạ. Cô ơi. Ngay rồi ạ, đây nhìn cháu ạ. Con viên nào chúng ta đã cùng nhau chứng kiến việc hai bà đại diện cho nhà trai và nhà gái trao nhận cái lễ ăn hỏi. Đây là một trong những nghi thức thủ tục đầu tiên. Sau đây thì cũng xin được trước tiên thì buổi lễ vật này thì cũng xin được thưa với các cụ, các ông, các bà, quan viên thì họ nhà gái là trước tiên thì chúng ta sẽ kính gia tiên là sau trình xuân họ. Sau đây thì sau khi mà đã hai bên trao nhận rồi thì xin mời họ nhà gái trình lên để kính gia tiên chứng giám cho cái bước một của buổi sáng hôm nay. Nếu không thì ông cắm tạm trong nhà. Vâng. Chúng ta sau đây xin mời các cụ và bà chúng ta uống nước.
anh đi về, về quên ta sớm. Em thôi đi về, về quên mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ quê con thấy em đua nhau hòa đàn. Anh thấy không ơi, anh thấy không ơi, anh thấy không anh, quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát chân thành, ôi gió mát chân thành, đưa tình ta như gió du con thuyền tình. Anh thấy không ơi, anh thấy không ơi, anh thấy không anh, quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Kính thưa các cụ nghi thức bước đầu, đó là nghi thức lễ ăn hỏi. Thì mặc dù là mọi việc đều diễn ra trong một buổi sáng, nhưng tôi xin được kính cáo với các cụ, các ông các bà quan viên họ nhà gái, tuy là mọi việc thì diễn ra trong một buổi sáng, thế nhưng họ nhà trai chúng tôi là cũng vẫn thực hiện trình tự mọi thủ tục đúng theo các bước mà các cụ nhà ta từ xưa đến nay vẫn thực hiện. Và sau đây thì xin phép các cụ, các ông, các bà, quan viên họ nhà gái cho phép họ nhà trai chúng tôi xin được trao hai cái lễ liền một lúc, vì là do thời gian rất là cận rồi. Đó là lễ thứ hai, đó là lễ dân cưới. Đó là những gì ạ? Đó là những gì mà từ xưa đến nay các cụ nhà ta còn hay cồng kềnh, là xách gà, hình lợn, gạo, rượu, các thứ. Thì cũng do điều kiện là bây giờ cũng là mọi cái là nó diễn ra rất là gọn nhẹ và vẫn đảm bảo được cái thủ tục đó. Thì sau đây thì xin được sự cho phép của các cụ, các ông, các bà họ nhà gái thì cho phép họ nhà trai chúng tôi xin được trao cái lễ dân cưới và cũng xin trao một cái cơi trầu xin dâu luôn trong cùng một lúc để chúng ta kính cáo gia tiên và cũng kính trình xuân họ luôn một lúc ạ. Sau đây xin mời hai bà trao và nhận phải thực hiện như thế này. Để máy quay nữa, nghe từ từ ạ. Cô ơi, bác ơi, bác ơi, bác nhìn rồi ạ. Nhà gái trao nhận hai cái lễ nghi hết sức quan trọng, đó là những cái thủ tục lớn mà sau lễ hỏi. Bây giờ xin mời ông trưởng tộc của họ nhà gái sẽ thắp hương để trước tiên là kính gia tiên, sau đó là trình xuân họ. Vì tuy hai cái lễ này cái tráp thì nhỏ nhưng lễ vật thì là lớn và rất quan trọng trong cái việc xin dâu, cho nên là xin mời nhà gái thắp hương và cho hai cháu vào để các cụ ta chứng giám bên hai cháu lên vợ lên chồng. Trong đời loa
phượng hòa mình. Nhà trai chúng ta đã được đoàn đại biểu cũng như các cụ quan viên họ nhà gái đón nhận và đón tiếp họ nhà trai chúng ta rất thịnh tình. Cho phép tôi cũng xin được báo cáo lại kết quả với các cụ, các ông, các bà của họ nhà trai chúng ta. Mọi nghi thức, mọi thủ tục của họ nhà trai chúng ta đã được họ nhà gái đón nhận một cách nồng nhiệt. Sau đây xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cái kết quả mà đã có mặt tại đây. Sau đây là một nghi thức nữa mà trong buổi sáng hôm nay, trong chương trình của gia đình ông bà Thanh Tới, có nhờ đến Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Thế thực hiện việc đăng ký kết hôn cho hai cháu dâu và cháu rể tại gia đình của họ nhà trai chúng ta hôm nay. Về mặt nghi thức theo phong tục tập quán thì đã được thực hiện xong ở tại nhà gái, và bây giờ là một nghi thức theo quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình, đó là hai cháu ngoài sự thừa nhận của quan viên hay họ thì còn phải có sự chứng kiến của pháp luật nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam để công nhận cho hai cháu là vợ và chồng. Sau đây thì xin phép các cụ các bà để cho cháu Phúc và cháu Thành được ký vào sổ đăng ký kết hôn và giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Cái này cho ký rồi.
Hôm nay em đang ở dưới xa. Chắc là tầm mấy xong kìa. Nếu xong được không rồi, xong được của mỗi bên. Các cháu hãy thực hiện tốt cái bổn phận của người dâu hiền rể thảo và thực hiện tốt cái thiên chức của người làm cha làm mẹ khi hai cháu có con cái, để cùng nhau nuôi con khỏe, dạy con ngoan, thực hiện tốt về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình của Đảng và Nhà nước. Đó là mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có từ 1 đến 2 con để có điều kiện chăm sóc và nuôi dạy con ăn học được tốt. Và một việc nữa, đó là trong cuộc sống tràn đầy yêu thương giữa bên nội bên, đoàn kết yêu thương nhau, động viên nhau chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, quy định của đơn vị công tác và quy định của tổ dân phố sở tại khi các cháu cư trú. Và sau đây thì xin mời hai cháu Thành và Cúc đứng lên để nhận giấy chứng nhận kết hôn. Xin mời bộ phận phóng viên. Em ơi, cầm lấy nhá, cầm lấy hai vợ chồng gì đây này. Đây ạ.
cho anh một thiên đường. Ôi tình yêu đưa anh vào hạnh phúc, em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Lần qua mà đến đêm hình bóng mãi bên ta. Lời nào dịu êm người đưa ta vào những giấc mơ xa. Lòng thầm bao nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào. Một lần hẹn trước có phải là mộng ước về sau. Cách xa mặt nhau chỉ làm ngày tháng hư hao. Tuổi xuân là bao, chẳng đợi thời gian vụt tới. Rồi mai đây chẳng ta soi bóng ngó quanh lại. Còn ai? Tình đẹp tình mơ là tình khi gặp gỡ lúc ban sơ. Tình là vần thơ mà đôi khi mình ngỡ vẫn bơ vơ. Tình còn chờ ai để con tim vàng võ suốt đêm nay. Tình đừng nhạt phai, tình ơi xin tình chớ thêm u. Vần thơ mà đôi khi mình ngỡ vẫn bơ vơ. Tình còn chờ ai để con tim vàng võ suốt đêm nay. Tình đừng nhạt phai, tình ơi xin tình chớ thêm u hoài. Tình đừng nhạt phai, tình ơi xin tình chớ thêm u hoài.